này của mày đâu. Dạ, dạ, em chưa có tiền. Cái gì? Nói lại coi. Dạ, em chưa có tiền. Chưa có tiền hả? Dạ. Chưa có tiền. Này thì chưa có tiền. Này thì chưa có tiền. 400 nha con. Mai đưa cho em 400 nha. Đó, mất mày hả? Đúng rồi hả? 200 đi. Nhớ đó. Mai đưa anh 600 đó. Đưa cho nó xong thì còn tiền đâu đó phí nữa. Chắc tôi nghỉ học quá. Không không, không được như vậy. Không được, không được. Nghe anh, hơn như là ông nói thì chưa một anh thế giới này có thể xếp hoàn thành được một cái phần. Và người nào có thể hoàn thành được nó sẽ sở hữu sức mạnh của mình. Chưa một ai trên đời có. Mình cũng đã tốn gần 15 năm rồi đi tới đây mà thôi. Ok, cố gắng xếp những thời gian vậy. Trời ơi, mình có đang nằm mơ không? Chỉ còn một mảnh nữa thôi là hoàn thành rồi. Mười mấy năm trời. Và cái này thật là kỳ lạ. Trò chơi bắt đầu rồi. Sân có 4 lỗ trắng thôi không? Vì vậy, mỗi người chơi sẽ có 3 lượt luôn thay phiên nhau đánh. Thì cứ mỗi lần chơi hockey này qua những cái điểm được tô màu trắng như vậy thì sẽ ăn được 1 điểm. Như vậy tổng điểm sau 3 lượt chơi, ai cao điểm hơn người đó thắng. Nhưng hãy cẩn thận, đây chính là lỗ trừ 3 điểm, những lỗ còn lại 1 điểm. Luật chơi rất đơn giản đúng không? Lừa tao à? Cái này làm sao biết mà tính điểm? Đến lượt anh đó à. Những lỗ dưới đây đều có cảm biến hồng ngoại hết. Và dựa vào Bluetooth, ta có thể truyền số điểm kia về máy tính. Rất đơn giản đúng không? Vậy, ta bắt đầu chứ. Được. Nhưng mà ta chơi trước. Hãy coi đi. Đến lượt ta. Ba điểm nha. Không phải cứ đánh mạnh là được đâu. Mình chỉ hơi lần này thôi con à. Lần này ta sẽ cho người thấy như thế nào mới là đánh. Để được ta. Ê, xin lỗi nhé. Chú ý, chú ý. Ủa mà như mình nhớ là điểm chỉ tính trên màn hình thôi phải không? Đồ hèn à. Ủa, ta chỉ theo luật thôi mà. Có vẻ như ta là người ta chiến thắng rồi. 3 điểm nha em. Có vẻ như ngươi là kẻ vô cùng rồi. Chuẩn bị xì tiền ra cho anh đi. Ui. Có vẻ như là ta là người chiến thắng rồi. Cưng à, chuẩn bị tiền đi. Không, đã quyết định rồi. Gấp tôi số tiền đó cho tao. Từ ngày mai là tôi tìm bảo kê hán của mày như thôi nhé. Hãy nhìn lại đi. Tại sao? Tại sao nó không trừ điểm? Có lẽ như hai lần chống tay vô tình của ngươi đã làm cho con cảm biến ở ô trừ 3 điểm bị liệt rồi. Vô lý. Và không như ngươi đã nói, điểm ở trên màn hình mới là điểm cuối cùng đúng không? Vậy không. Là Thanh à? Không. Ngươi là người đã thua cuộc. Không. Không thế nào? Tao có thể hôn ngươi được. Cái gì vậy? Cái gì đấy? Con người chỉ biết sử dụng bạo lực, người mà khi thất thế sẽ đặt trò của mình.
tôi đã bỏ ra rồi. Trò chơi trừng phạt. Khi nào cũng chẳng có một sự đấu đá.